Kính thưa anh chị em, mùa chay là mùa sám hối ăn năn, mùa quay trở về với Chúa để chúng ta kết hợp với Chúa trong sự ăn chay, hãm mình và bố thí, để rồi chúng ta đi vào cuộc thương khó của Chúa và chúng ta sống lại vinh quang với Chúa. Hôm nay chúng ta nghe đọc đoạn tin mừng của Thánh Matthew nói về việc Chúa Giêsu biến hình trên núi với ba môn đệ thân tín nhất là Phêrô, Giacôbê và Gioan. Chúng ta dừng ở cụm từ này, đó là khi các môn đệ hoảng hốt và ngã sấp mình xuống dưới đất, Đức Giêsu Kitô chạm vào các môn đệ và nói với các ông rằng đừng sợ. Chúng ta dừng vào cái cụm từ đó mà thôi. Đừng sợ. Đừng sợ ở đây có nghĩa là đừng sợ vì có Chúa ở bên cạnh các môn đệ suốt mọi ngày cho tới tận thế. Và Chúa Giêsu cũng ở bên cạnh chúng ta suốt mọi ngày cho tới tận thế. Cụm từ đừng sợ chúng ta cũng gặp thấy trong tin mừng của Thánh Luca khi sứ thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Đức Trinh Nữ Maria sợ sệt và ngạc nhiên, nhưng sứ thần của Chúa nói với mẹ Maria rằng: hỡi Trinh Nữ, đừng sợ vì bà đã đắc sủng nơi Thiên Chúa, nghĩa là bà đã được Thiên Chúa yêu thương một cách đặc biệt. Và bà đã được Thiên Chúa tuyển lựa giữa muôn người phụ nữ, cho nên mẹ đừng có sợ, bà đừng có sợ. Rồi cụm từ này chúng ta cũng gặp thấy trong ngày đăng quang của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Khi ngày đăng quang Giáo Hoàng thì ngày nói rằng hãy mở tung cánh cửa ra để đón Đức Kitô, chúng ta đừng có sợ, hãy mở tung cửa ra để đón Đức Kitô. Kính thưa anh chị em, tôi lướt qua một câu chuyện đọc được trong một cuốn sách nói như thế này, là vào ngày 13 tháng 11 năm 2015 tại thủ đô Paris, tức là bên nước Pháp, thì quân khủng bố đã tràn vào thủ đô và gài bom và bắn xối xả vào những người dân lành, khiến 120 người chết tại chỗ. Và đêm kinh hoàng đó, tất cả mọi nơi đều cầu nguyện cho dân ở Paris để họ gặp được sự an bình, họ gặp được sự bình an và họ không sợ sệt để họ có thể đứng vững được trong cuộc đời của họ. Và sáng hôm sau thì mọi báo chí đều đưa tin rằng nhiều người đã tiến về thủ đô Paris, tay cầm đèn và giơ cao khẩu hiệu: chúng tôi không có sợ, chúng tôi không sợ, chúng tôi không sợ, vì họ không sợ kẻ thù, không sợ những quân khủng bố bắn giết họ. Họ luôn luôn liên kết với những người xấu số đó, và họ luôn luôn liên kết với những người còn sống để làm gì? Để làm thành một cái bức tường thành kiên vững, và như thế họ sẽ tránh được sự lo âu sợ sệt. Ngày hôm nay, kính thưa anh chị em, trên núi cao, Đức Giêsu Kitô đã biến hình trước mặt ba môn đệ rất thân tín, biến hình trước mặt ba môn đệ thân tín để cho các ba môn đệ đó thấy trước cái vinh quang của Chúa mà các môn đệ sau này cũng sẽ được hưởng khi các ngài phải trải qua thập giá của Đức Giêsu Kitô. Con đường thập giá của Đức Giêsu Kitô khi xuống núi, Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ không được nói cho ai biết cái thị kiến này, cho tới ngày ngài phải chịu thống khổ, ngài phải chịu chết, rồi ngài sống lại khải hoàn, thì lúc đó người ta mới hiểu được cái vinh quang
ngày hôm nay mà Đức Giêsu Kitô đã tỏ mình ra cho ba môn đệ thân tín ở nơi núi Ta-bô-rê. Và chính ba môn đệ thân tín này cũng được Đức Giêsu Kitô cho hiểu được cái sự thống khổ của Ngài ở núi cây dầu. Khi Đức Giêsu Kitô hấp hối thì ba môn đệ này cũng đã được thông hưởng cái sự đau khổ của Đức Giêsu Kitô khi Ngài chịu đau khổ, khi Ngài chảy mồ hôi và máu ra ở trong vườn cây dầu, thì ba môn đệ này đã được hiểu rõ cái sự đau khổ của Đức Giêsu Kitô như thế nào. Kính thưa anh chị em, cụm từ đừng sợ vẫn là cụm từ ngày hôm nay chúng ta gặp được ở trong suốt cuộc đời của chúng ta. Anh chị em thấy, nếu anh chị em đọc báo, anh chị em nghe đài, anh chị em sẽ thấy chiến tranh ở Ukraine, rồi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, rồi nhiều nơi khác trên thế giới này có gặp nhiều biến cố lắm, thưa anh chị em. Người ta vẫn sống hận thù, người ta vẫn chiếm giết nhau, người ta vẫn chia rẽ với nhau, người ta vẫn làm khủng hoảng ở trên thế giới này. Và thế giới này là một thế giới đang càng ngày càng gặp nhiều sự khốn nạn, đang càng ngày càng gặp nhiều sự khốn khổ, đang nhiều ngày càng gặp những sự khốn khó. Vậy đứng trước những sự đau khổ đó, chúng ta phải làm gì? Thưa anh chị em, chắc chắn chúng ta phải bám chặt lấy Chúa. Vì có Chúa ở bên cạnh chúng ta sẽ không còn sợ hãi gì. Như ba môn đệ trên núi Ta-bô-rê, Chúa Giêsu đã chạm mình vào các ngài và nói với các ngài rằng: các con đừng có sợ, hãy trỗi dậy, đừng có sợ. Và ba môn đệ đã đứng dậy trước mặt Chúa Giêsu và rồi cùng với Đức Giêsu Kitô xuống núi và tiếp tục công việc hàng ngày của các môn đệ cũng như của Chúa Giêsu. Vậy sáng nay khi chúng ta dâng thánh lễ này, mỗi người chúng ta cầu xin Chúa chúc lành cho chúng ta, xin Chúa ban cho chúng ta niềm tin mãnh liệt để bất cứ chúng ta phải đương đầu với một biến cố nào trong đời sống của chúng ta cũng vẫn tỉnh táo và chúng ta không sợ, để chúng ta đương đầu, chúng ta chiến thắng với những sự khó khăn đó. Xin mẹ Maria và thánh cả Giuse luôn luôn đồng hành với chúng ta trong suốt cuộc đời của chúng ta, để chúng ta luôn luôn được bình an và hạnh phúc. Amen.